Hello cả nhà, hôm nay Thuận tình cờ phát hiện một cái địa điểm bán cua tự nhiên nha. Ở đây là số 42A đường Nguyễn Văn Bích. Và theo như chủ quán thì đây là cua tự nhiên đến từ tỉnh Bạc Liêu nha. Mình sẽ cùng tìm hiểu và ăn thử cua Bạc Liêu của anh chàng này như thế nào ha. Tự nhiên là sao không hiểu, tự nhiên là ăn cua này người ta bắt. Bắt ngoài đồng ngoài ruộng á hả? Ở đây là mình thấy có một cái địa điểm bán cua tự nhiên ở trên đường Nguyễn Văn Bích nha mọi người. À, 100% thiên nhiên. Ta thấy cua mà nó chắc nó ngon không phải đâu. Cua cái chàm đúng không? Đã nằm Bạc Liêu á. Cua này cua Bạc Liêu đúng không? Thấy chắc chứ bộ hả? Nhìn cái con nó cái này đáng sao? 28 một ký mình bóp nè. Không, bóp nè. Còn mình có lựa cua gạch hay là cua thịt được không? Được, cua gạch ở đây là 308. Đây này là 208. Cua thịt hả? Thịt 208. Vậy cũng bằng con Cà Mau rồi hả? Nó như nhau à? Ở đây là bán rẻ nhất Sài Gòn rồi đó. Rẻ nhất không? Ở đây rẻ nhất rồi đó, đâu có chỗ nào mà bán rẻ bằng 208 ký đâu. Bán 300 mấy không? Ở đây anh ăn một con, gỡ một con. Chỉ cần là mở một con thôi là trả lại, là anh cho một con là hai con. Nhưng mà về là phải nấu liền thì nó chắc hơn hả? Đúng rồi. Chứ mình để nó bị bỏ hả? Đúng rồi. Rồi nó chạy luôn. Mình để qua ngày nó sẽ bị ốm. Đúng rồi. Giống như tối nó về nó mất ngủ, đâu có ngủ được đâu. Đúng. Con em nó mua cái con tôm á, xong bây giờ nó luộc lên xong nó để ngày mai nó ốm luôn. Đây, cua gạch rồi. Cái này cua gạch. Mình coi nó bằng cách này, mở ở đây nó có gạch hay không nè. Nó có gạch nhiều. Thôi mình đâu coi nó bằng cách này. Thấy gì vậy chậm? Ở đây nó sẽ có một cái ví dụ mà ở đây nó không thấy cái ánh sáng á, là gạch nó chạy tới đây luôn. À, đó, gạch này gạch nhiều. Đúng rồi. Hay lấy chứ gạch cứ ăn thử đi cô. Ăn thử cái vui là tay cho nội. Tặng thử con ăn thử luôn. Có hả? Rồi, thiệt không? Hấp tại chỗ luôn. Quay vòng như còn nó tặng con kìa trời. Có chứ gì lấy một ký đi. Bây giờ là người ta chỉ biết cua Cà Mau với ông này ông bán cua Bạc Liêu nha mọi người. Em lấy cái mình sẽ coi xa. Nhà thế nè, tiệm vàng thì mình anh lựa nè. Anh bóp chỗ này nè, nó cứng thì nó cứng nè. Đó. Cua về luôn ăn liền. Nhìn cái càng cái này thật nè. Đưa bắp được không? Bóp tiếp chỗ, bóp này nè. Ôi cứng thiệt luôn nó chè. Bóp mạnh lên. Thôi đừng có lựa, để ổng lựa đi, mình không có biết đâu. Bóp thiệt nó mạnh thiệt luôn á. Thì nó không vô gì được. Không vô rồi nó bảo. Nay mình ăn thử nha mọi người. Ăn thử cua này là cua tự nhiên Bạc Liêu. Thì ra để đây cứ có là bán gì thôi á hả? Đúng rồi. Có bữa có bữa không chứ đâu phải lúc nào cũng có đâu. Ở đây số bao nhiêu đi Hương Bích vậy? 42A là Hương Bích. 42A đi Hương Bích nha. Thấy một con gạch nha. Một con gạch hả? Ừ, gạch như thế. Một con gạch, hai con thịt dê. Cua tự nhiên 100%, cua này là bắt ngoài sông ngoài ruộng, không phải là cua nuôi. Cái này nó sẽ bự ra ngoài, nó vô ngoài. Làm sao biết là cua gạch, cua nuôi với cua tự nhiên? Cua nuôi tự nhiên là nó cũng giống nhau, nhưng mà mình bắt nó do mình bắt ở dưới môi trường chứ thôi. Đây, đàn cua nãy nghe nhỏ nè, nãy bự nè. Mình tới đây luôn nè. Nếu con cua đen vậy thì nó sẽ ngon hơn, nó sẽ chắc hơn những cua trắng. Cua trắng này nó chưa có tới. Còn con cua này nè, nó chưa sinh sản nè. Nó chưa sinh sản thì ở đây nè, cái rong rêu nó ít nè. Còn con nào mới rong rêu nó bự ngoài nó đẻ rồi. Còn con nào chưa đẻ thì nó sẽ ngon hơn con đẻ. Chinh đó hả? Đúng. Mình sẽ phân biệt cua con chinh với mực chinh. Đây là con này ít gạch nè. Thấy không? Con vàng này vàng tới đây nè mới được. Có nó chặt cái nhiều gạch. Tết. Mình lựa nhiều gạch đà nó có gạch nè. À cục vàng không? Ừ lấy con nhiều gạch đi. Mới lấy được hả? Mấy tổng cộng một tí rồi đúng không? Không có mà. Con này nhiều gạch nè. Đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Rồi bây giờ là tiết mục mình chờ chờ anh chàng này hấp cua cho mình ăn nha mọi người. Đó, người ta rửa cho làm nhưng mà tại ông cũng cần có gì tự nữa nè. Ông đang giết cua hả? Chết rồi đó. Thấy cũng ngon lắm rồi. Thôi được rồi. Mấy con ta ăn được bao nhiêu con? Bốn con. Bốn con. Một ký hả? À ký mấy á? Còn ký nó còn khoảng ký là khoảng được khoảng 4 con. Để kéo cắt dây cắt sau lưng nữa. Còn mình cần phải giết nó vậy mình mới rụng hả? Nó mới rụng, nó không có rụng càng. Còn thôi mình giết nó rụng hết hay càng ra đâu ăn. À là do nó quẫy đạp quá là nó đó sẽ này, con này nó sắp chết rụng cái que nữa không? Đó. Sẽ vệ sinh răng, có cái nồi lấy bằng chải vệ sinh răng. Bây giờ là bắt đầu anh sẽ vệ sinh vệ sinh cua trước khi hấp. Lấy bằng chải đi em, mình chắc chưa? Lấy hai bằng chải ra. Mình sẽ coi anh vệ sinh luôn nha mọi người. Để mình học cách mình vệ sinh, mai mốt mình có mua cua mình biết làm cho sạch. Vệ sinh thì phải vệ sinh nó mới sạch mới ăn được. Cái này chưa có rửa không? Đúng rồi, xanh không à? Ở cái nó chết thì chết đó cả bạn. Cua này bắt trong đìa hay là ngoài ruộng? Bắt ở vuông á. Vuông nuôi tôm này đó hả? Nó có cua hả? À, vệ sinh rồi. Đó, dùng cái bằng chải đánh răng để chải. Dùng bằng chải mới nha anh. Dùng bằng chải cũ nha. Xinh là không? Thật tôi đánh mấy khe rồi. Còn mấy cái nào nó dính cứng quá mình chùi không ra thôi là cái vô mai cua đâu đúng rồi, chùi được cái nách nó luôn, đánh răng nó luôn, đánh răng. Ở đây mình ai mình cũng bao hấp nếu họ có nhu cầu có ha. Đâu bạn bè nào quen quen thì lại làm giùm thôi chứ người ta mua về người ta chế biến mà nhiều khi khách người ta không biết không chỉ người ta thôi chứ mình làm nữa đâu có thời gian đâu làm. Còn cua gạch thì nó dơ hơn. Cua gạch là nãy đó. Cua gạch xanh nó lại dơ hơn. À cua nó ăn gông ghiêu nó sắp tẻ nằm dưới bụng rồi. Bán cái này luôn không? Hay là bán cái khác? Bán cái này. Có người nhà với Bạc Liêu gửi lên hay sao? Cái này là ở với ông già vợ á, ổng đi mấy cái vuông kế bên nhà, ổng gom lên. Ổng mua nhà được có vài con à. Có nhiều một cái vuông đó, cái con nào nó lớn người ta mới bắt được. Này ta câu cua hay là người ta đâu? Người ta bẫy đó. Bẫy đó. Nó có một cái lồng, nó tự nuôi được cái lồng. Thấy nó cũng đều con quá ha. Bây giờ hấp, ha nó mới công phu ra. Dạ. Gì? Cho nó vô thế ra khỏi. Rồi một hồi mình sẽ ăn cua coi là chất lượng sao nha mọi người. Con này mới luộc hả? Cho nó đẹp á. Cho nó giữ cái tư thế cua lại. Mình coi bằng cái gì? Bằng dây thun. Cái đánh không? Không. Mình hấp mà. Nó nằm ngoài nước mà. Mình sẽ lấy khuôn mình cột cho nó tư thế nó được đẹp. Đó, coi ông cột. Bó chừng là nó còn nó lì nó còn sống mà. Còn lại con nào cũng chết hết rồi. Cua nó sống dài lắm. Hấp bao lâu thì chín? Khoảng từ tính lò xo là khoảng 18 phút rồi. 8 phút hả? 18 phút. 18 phút. Dạ. Bắt đầu từ xôi nha. Yeah. Mấy phút mà, 7-8 phút.
Tùy theo con bự mình đợi nó lâu chứ. Mình chỉ hấp bia thôi hả, không hấp cái thứ khác thế hả? Dạ đúng rồi. Thì làm hồi mình sẽ ăn cua hấp bia nha. Mình hấp nó hấp bia thì nó ngon hơn. Nhiều bốn con mình hấp nửa lon bia được rồi. Còn mình hấp nước thì nó không hôi, nó tẩm. Nó phải hấp với dừa ngon. Hấp dừa ok rồi. Tùy theo mình hết thôi, nhưng mình hấp bia nó hấp dừa nó bị chảy ra. Chảy nó phải chảy cái gì chảy chặt hả? Ờ, nó bớt còn đi. Mình hấp với dừa rồi. Nè, đấy nè. Cái càng này đừng quan tâm. Trọng hơn nha. Cho anh tôi hấp, lấy nửa lon bia em. Dạ. Nè, mình bỏ vô nồi. Đổ bia vô là xong hả? Tự cắt thủy chứ. Hấp phải mở liền, để ngửa lên. Nửa lon. Anh lấy ly nước đi. Để ngửa lên như vậy thì không để, không cần phải để vô cái tô. Nửa lon Heineken. Có nghĩa là mình hấp xong mà nước nó hết là được hả? Chứ mình đừng đổ nhiều quá đúng không? Đúng rồi, nó hơi cạn cạn lắm. Chi đừng đổ nhiều nhập, nó ra nó không tạm. Nhiều nước quá nó bị lạc không cô? Dạ. Hai nước. Đúng rồi nè. Đã bắt đầu bật điện. Chị thôi nó bắt đầu sôi lên 18 phút. Trong khoảng 18 phút nó sôi lên là ok nha mọi người. Rồi sau khoảng 18 phút thì cua đã chín nha mọi người. Rồi anh sẽ lấy ra cho mình. Rồi lấy cua ra. Được start. Rồi anh bỏ. Quay càng lên, quay càng lên. Đúng rồi, đúng rồi. Wow. Cái gì nó gạch đó. Nó gạch nó xì ra vậy. Gạch cua. Xong nha, cảm ơn anh nhiều. Lần đầu tiên ăn cua bạc liêu. Đây là 4 con, 1 ký hơn, 400 mấy. Ok, mình sẽ bóc thử một con nha. Nên bóc con nào ta? Con gạch hay con không gạch? Phủ cái mai này ra hả? Nóng quá. Còn nóng quá mọi người. Cháo của thun rồi chứ. Sẽ bóc từ từ. Bóc thử cả ngày chứ. Hy vọng là nó sẽ không bị ốp hay gì. Không bán cho mình. Nó của tự nhiên. Tách ra trước nha. Đó. Đúng con gạch nè. Không có nhiều gạch lắm. Ồ. Gạch nó nằm ở trong kìa. Đây gạch. Trong cái con cua á. Đó, con cua gạch. Gạch đỏ tươi. Rất là ngon nha mọi người. Dạ. Để lên. Đó. Đó. Tách đôi. Mình sẽ coi trong này cái thịt nó như thế nào ha. Mọi người thấy không? Thịt cũng chắc nha. Cũng có rất là nhiều. Cua. Cũng nhiều gạch nha. Đó, phần gạch nè. Rồi nói chung là chắc thịt nha mọi người. Rất là ngọt ha. Có mùi thơm của
bia. Đó mọi người coi cái phần thịt để trong đó. Đó thịt cua này khá chắc. Đó mọi người coi ha. Đây thịt cua này ha mọi người, khá là chắc nè, rất là tươi ngon nha, rất là ngọt. Đây sớ thịt cua mọi người thấy không, khá là tốt. Đây là gạch ha, thịt ha. Rồi bây giờ mình bóc thử con cua thịt này nha mọi người. Đó, mình sẽ bóc con cua thịt. Rồi mình sẽ bẻ đôi con cua ra nha. Rồi thịt cua này mọi người coi nha. Ồ, chắc lắm mọi người ơi. Thịt cua rất là chắc. Rất là ngọt luôn. Không cuộn tiền chút nào luôn á. Mình sẽ bẻ thêm ra nhỏ nhỏ để cho mình coi thôi. Chấm cái tay vô xong chấm đi vô. Cái tay quay thôi. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem video ha.